Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nguyễn Trọng Duy Nhất. Thì ở tập này, Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn tập cho các bé đòn đạt cản để giúp cho các bé có thể tự vệ, cũng như là khi một người khác nhào vô tấn công hoặc là bé dùng đòn này để tập luyện, rèn luyện sức khỏe của mình thì đều được nha các bạn. Ok, các bạn cùng theo dõi nha. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ tập kỹ thuật đòn đạp ha. Nó sẽ bao gồm đạp chân trước và đạp chân sau. Thì ở đòn đạp thì mình sẽ sử dụng nguyên cái bàn chân để đạp vô cái phần cơ thể của địch thủ ha. Đúng rồi, ở tư thế thủ nè, hai đứa tư thế thủ. Rồi, mình sẽ sử dụng đòn đạp chân trước nha các bạn. Đó, một, cái chân trước của mình sẽ dở gối lên nè. Đó, dở thăng bằng nè. Hai là mình từ cái động tác bê gối mình sẽ đạp thẳng lên trước. Bật, ba là kéo về, bốn đặt xuống. Đó, nó có bốn phần nha. Để mình giữ chân mình phải đứng trụ thăng bằng thì mình đạp nó mới mạnh, còn mình trụ không thăng bằng là mình sẽ dễ bị té ngã ha. Mỹ nè, làm lại nè, thủ lên nè. Một nè, hai nè, ba nè, bốn. Đó, mình phải rút lại nữa ha. Đạp xong rồi mình rút lại ha. Mỹ nè, lại nè. Một, hai, ba, bốn. Đó, mình thiếu rút lại nha. Rồi, khi quen rồi thì mình co lên, đạp nhanh rồi rút lại nè. Mỹ, úp. Đúng rồi, đó, rút lại. Úp. Đó, xong mình sẽ chỉnh cho các bé nha các bạn. Đó, mình sẽ đỡ cái bàn chân của các bé nè, để cho các bé giữ thăng bằng nè. Đó, mình sẽ dịch cái mũi chân lên như vậy là đúng. Còn các bé mà đạp xuôi như vậy là không đúng, dễ bị chật ngón chân, nguy hiểm ha. Đó, mình sẽ dịch mũi chân lên, nguyên cái bàn chân là sẽ đạp như cái bàn tay của chúng ta nè. Đó, ngay cái tầm này, ngang cái chân đùi là được ha. Đó, rồi, thủ lên nè, chuẩn bị nè. Úp. Đúng rồi, mình sẽ để cái bàn tay nè nha các bạn. Úp. Rồi, đó, mình cố gắng để cho các bé đạp chính xác. Úp. Đó, hụt rồi, cao lên xíu nữa. Úp. Đúng rồi, đó, cái bàn tay giăng đi là đúng nha các bạn. Úp. Đó, đòn đạp là phải bị giăng đi ha. Rồi, mình sẽ đỡ cái chân lên nè. Đó, để mình ướm cho cái bàn tay trước nha. Chuẩn bị nè, thủ nè. Úp. Đúng rồi, chính xác, các bạn đạp giăng đi rút về. Úp. Đó, đúng rồi. Úp. Dính cái mũi chân lên nè. Úp. Đó, các bạn lưu ý cái khúc này nha, khúc này rất là quan trọng nè. Cái chỗ này mình dính cái ngón chân này lên hết nha. Đó, mình phải dính mũi chân, dính ngón chân lên hết. Còn mình xô xuống thì nó sẽ bị chặt ngón chân, nguy hiểm ha. Đó, ok. Rồi, tiếp theo, đó là chân trước ha. Chân trước mình ở trước là mình dở là mình đạp luôn. Còn tới với chân sau là chân trụ mạnh hơn. Thì mình sẽ đạp, xong mình sẽ đặt về phía sau. Rồi, tư thế thủ nè, chuẩn bị nè. Một, là cái chân phải mình co lên. Đó, lúc này mình đưa đầu gối về phía trước luôn nè. Hai là đạp về phía trước, ba là đạp về, rút về phía sau. Đó, chân phải ở sau thì đạp về phía sau ha. Một, hai, ba, bốn. Rồi, thực hiện nhanh nè. Úp. Rút về. Đó, hai cây thủ thăng bằng đạp vào giữa người mình. Úp. Đúng rồi, dính mũi chân lên nha. Úp. Đúng rồi, cố gắng đứng thăng bằng. Tương tự với là chân trái, chân trước thì chân sau mình cũng sẽ đỡ cái bàn chân lên để cho các bé quen ha, dịnh mũi chân lên. Đó, như vậy là ok. Đó, mình sẽ ứng tay vô ha. Rồi, chuẩn bị tư thế thủ. Úp. Đó, thấy ha, cố gắng chúng này rút về. Úp. Đúng rồi, rút về sau. Úp. Đó, chính xác lên. Úp. Đúng rồi. Úp. Đó, chính xác lên xíu nữa. Úp. Đó ha, mình sẽ tập cho các bé từ cái bàn tay như vậy thì các bé sẽ có cái độ chính xác tương tự chân phải ha. Đó, dịnh lên. Đó, thủ bàn chân cũng dịnh lên như vậy nha các bạn. Đặt về sau, thủ úp, rút về, gân là úp. Đúng rồi, dịnh mũi chân lên, úp. Úp. Ok. Rồi, sau khi mình đã tập cho các bé cái kỹ thuật xong, mình sẽ rèn cho các bé ha. Mình sẽ kiếm một cái vật, nó cũng sẽ tương đối cái hình như vậy, để cho các bé sẽ có cái điểm tựa để đặt vô. Mình sử dụng cái gối cũng được nha bạn. Cái gối để mũ cái đồ hết, mình sử dụng được. Rồi, bây giờ mình đi trước nè. Rồi, đưa chân trái đây, mình sẽ cũng sẽ ướm giống như lúc mà cầm bàn tay nha. Đó, mình sẽ ướm cái đôi chân bé vô nè, dịch mũi chân lên nè. Đó, mình sẽ ướm vô ngay vị trí này. Hai tay mình sửa lại tư thế thủ nè. Đó, từ chỗ này là cái đầu gối nó co vô nè, mình sẽ đặt ra là tập xong rồi rút về ha. Rồi, chuẩn bị từng cái một. Một. Đúng rồi, hai tay thủ sát vô nào. Đứng chân trước chân trước nghe đếm rồi làm. Hai. Đúng rồi, dở cái đầu gối cao lên là đạp đi. Ba. Đúng rồi, bốn. Rồi, không vô. Đó, tương tự nha các bạn. Khi mà các bé nào cao hơn một xíu thì mình phải để cái lưng mi cũng như cái đồ đỡ nó cao hơn một xíu. Còn bé thấp mình để thấp. Như vậy là các bé tập cho nó dễ ha. Rồi, một. Đúng rồi, coi vô đặt chân ra. Hai. Đúng rồi, ba. Đúng rồi, bốn. Năm.
Rồi, rồi. Tương tự như chân trái thì chân phải cũng vậy ha. Thì mình sẽ ướn cái chân phải vô. Đó, mình sẽ dẫn hai cái tay quen thủ lại. Đó, mũi chân cũng dẫn lên. À, đó, cái tư thế này gọi là tôi về thủ cũng bị. Một. À, chính xác ở giữa. Hai. Em chính xác nè. Ba. Chính xác lên. Bốn. Có mục tiêu là hoàn. Số gạt tay không anh? Chuyên tỷ luôn. Năm. Chính xác cái nữa. Năm. Đúng rồi, ok. Ha. À. Đó, mình có một cái trọng tâm như cái mục tiêu để cho các bé sẽ đạt vô nó dễ hơn. Đó, phần giữa ha. Rồi, ok. Vì một. Đúng rồi, hai tay thủ lên. Hai. Ba. Bốn. Năm. Ok, rất tốt nha các bạn. Đó, cái đòn này thì sẽ giúp cho các bé sẽ tự vệ cũng như là phòng thủ cái lúc mà người sẽ nhào vô tấn công. À, ví dụ các bé sẽ bị dồn ép vô vách tường như vậy. À, đó, khi mà một bạn vô tấn công hoặc người lại tấn công thì các bé sẽ đạp ra để các bé có thể chạy thoát được. À, thủ lên khi người ta nhào vô là đạp ra. Đó, à, đó sẽ có điểm tựa như vậy, sẽ đạp chúng, mình sẽ giăng ra. Úp. Đó, nha các bạn. Úp. Đó, thì sẽ rất là khó có thể nhào vô được. Khi mà có cái đòn đạp mạnh như vậy thì các bé sẽ tự tin hơn trong cái việc mà mình phòng thủ xong sẽ bỏ chạy. À. Rồi sau khi mình đã tập cho các bé hai chân đều rồi thì mình sẽ cho các bé tập luân phiên hai chân luôn. Có nghĩa mình đạp chân trái xong mình đạp chân phải luôn. Như vậy để cái hai cái đôi chân của các bé sẽ vững chắc ha. Đó, thì ở tư thế thủ nè. À, chuẩn bị tư thế thủ nè. Một, mình đạp chân trái trước nè ha. Mình co lên đạp bột xong đạp xuống lên trước. Đó, chân trái mình đạp lên trước. Xong tới chân sau là mình co lên đạp tiếp. Hai. Đó, đạp lên trước luôn. Đạp lên trước, đạp xuống lên trước. Tiếp tục. Ba. Đạp bút. Đúng rồi, đạp chứ không phải bước đi ha. Mình bước đi như vậy là dài, còn khi đạp quá thì ngắn thôi, cái cự ly ngắn, quan trọng là cái lúc đạp mình nó dài ra được. À, mình thủ lại nè. Một. Chân trái, đổi chân. Đúng rồi, lại nè. Một. Cao lên. Một. Hai. Rồi, thủ, về thủ lại. Mười. Một. Hai. Rồi, đó, khi mà nhanh rồi bắt đầu mình sẽ cho các bé vô tập vô cái đồ đỡ ha. Rồi, đặt trái một cái, đặt phải một cái, lùi lại nè, lúc này là ta chủ động tấn công nè. Úp. Tiếp. Rồi, lùi lại ha, thủ hai cái thôi. Úp. Úp. Rồi, vừa rớt chân xuống là liền, lần nữa nè. Đi. Úp. Úp. Rồi, đổi tấn công vô. Đặt trái đặt phải. Úp. Bùm. Bùm. Đúng rồi, nhanh nhẹ. Hai. Bùm. Bùm. Rồi, hai tay đủ cao lên. Ba. Bùm. Bùm. Đó, ha. Như vậy thì các bé sẽ linh hoạt hơn trong cái việc mà có cái đôi chân khỏe. Thì ở những cái bài đạp như vậy á thì mình sẽ hỗ trợ thêm cho các bé những cái bài tập mà giúp cái đôi chân của các bé khỏe nha các bạn. Đó, thì ở cái bài tập như vậy ha, hai tay mình sẽ nắm lại. Đúng rồi, hai chân mình sẽ đứng rộng hơn vai một xíu. Đó, mình sẽ hồi thấp xuống như vậy. Đó, đúng rồi, thẳng lưng lên, đứng lên. Đó, như vậy thì cái đùi giống như cái chân của các bé sẽ rất là mạnh. Một. Hai. Đúng rồi, một. Hai. Một. Hai. Còn khi mà quen rồi á, mình sẽ tập như vậy các bạn ha. Một, xuống. Hai, đứng lên, đạp liền. Xong đạp về vị trí ha. Một. Hai. Thủ ha. Một. Hai ha. Một. Hai. Đó, những cái bài tập như vậy tuy là nó rất là đơn giản nhưng mà khi mà mình tập nhiều, tập lâu thì cái đôi chân của mình sẽ rất khỏe, cũng như là cái chân của các bé sẽ rất là chắc nha các bạn. Thì vừa rồi là Nhất đã chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật đòn đạp cơ bản, cũng như là cái đòn đạp mình sẽ giúp cho các bé là vừa phòng thủ, vừa có thể chủ động tấn công được. À, bên cạnh đó thì việc tập võ sẽ giúp cho các bé sẽ rèn luyện được một cái sức khỏe cũng như là sự năng động trong quá trình mình tập luyện. À, bên cạnh đó là sự kiên nhẫn trong những cái động tác tập luyện nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nếu thấy video này hay hãy nhấn một like, một share, đừng quên đăng ký kênh Nhất nha. Bye bye.